Đỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2017. Chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị pho tượng Di Lặc ôm cành đào gồm có 3 đồng tử, hàng đặc sắc được Đỗ Thành Luân chúng tôi đã hoàn thiện theo yêu cầu của một chú khách hàng, chú ở Kiên Giang. Và hôm trước thì chúng tôi đã quay 8 pho, thì trong đó có một pho này khi chúng tôi quay lên là chú đã đăng ký luôn pho này. Đó. 3 đồng tử rất giá trị và đặc sắc, đẳng cấp, được chúng tôi hoàn thiện 100% bằng theo cái lối cổ truyền. Hôm nay chúng tôi quay cái đoạn video ngắn này nên để cho chú thấy được cái sản phẩm của chú đã được Đỗ Thành Luân hoàn thiện. Hoàn thiện nên nó rất đẹp và đặc sắc. Và các cái pho tượng trước đây, hôm trước chúng tôi quay mọc đó, sau khi hoàn thiện lên thì nó cũng đẹp đúng như thế này, cực kỳ là đỉnh cao. Quý khách nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Đồ Gỗ Thành Luân theo hai số điện thoại là 0972 70888 hoặc 0967 110389. Ngoài pho tượng ra, Thành Luân còn rất nhiều các pho tượng, nhiều đồng tử và không có đồng tử khác. Quý khách có thể về trực tiếp Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi để xem hàng và mua hàng, rất chi là đặc sắc. Chúng tôi xin nhắc lại đây là pho tượng đã có chủ nhân, đó là một chú khách hàng ở Kiên Giang. Và sau khi chúng tôi dừng video clip, chúng tôi sẽ cho vào bọc hàng để bàn giao và gửi bưu điện cho gia đình nhà chú. Phía trong này chúng tôi vẫn còn rất nhiều các pho tượng hiện đang để mọc. Và sau khi quý khách nào có nhu cầu có thể liên hệ, chúng tôi sẽ hoàn thiện bằng ổ ánh theo đúng lối cổ truyền, rất chi là đẳng cấp. Đỗ Gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.